Em ơi, em có tiền mặt không? Anh chuyển khoản cho em được không? Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình nhá. Lại là mình đây, Năm Cò đây. Thì là nhà anh em ạ. Từ hôm chạy rót sâu bây giờ ấy, là mình sợ nó mấy ngày rồi mình không dám đậu xe luôn. Trời gãy cả tay. Sợ gửi ạ. Nhưng mà hôm nay mình quyết định lấy xe chạy là vì hôm nay là theo nhiều ý kiến của anh em ấy, à, mình cần sắm lên một cái mic để nói chuyện với anh em. Ok, hay hôm nay mình sẽ cắn răng cắn cổ cắn ruột để quyết định sắm bộ mic cho anh em nhá, để nói chuyện rõ hơn cho mấy anh em nhá. Thì anh em phải ủng hộ mình nhiều vào nhá, mình có thể phục vụ như anh em được tốt hơn nhá. Ok, giờ mình sẽ đi boom mic nhá. Anh ơi, cho em lấy cái bộ Ulanzi 94 ấy. Dành cho GoPro 10, GoPro 9, GoPro 10 ấy. G94 đúng không? Vâng. Ok, cái vỏ đúng không? Vâng, em cả có mic luôn đúng không anh? Mic thì cần mic gì ạ? Mic dây. Để gắn vào GoPro ấy mà. Em chạy xe ấy. Để em gắn vào mũ ấy. Bây giờ là em phải có cả ba cái này anh? Anh phải có cái này. Cái này nữa. Sử dụng đúng rồi. Cả một cái mic nữa. Đúng rồi. Đúng. Còn anh dùng GoPro 7 thì hiện tại là Meramot thì cái này bỏ qua. Cái cổng là gì? Được cái này thôi. Anh chỉ dùng cái kia thôi. Sau mình dùng cái mic không đây thì có thể mua cái mic này. Đó. Cái này thì 5.1 triệu. Cái này bao tiền anh? Để hỏi giá nhé. Cái này là có dây. Này cắm trực tiếp vào ấy. Đây cắm vào. Mình cần rồi 94, cái khung này là 299.000. Cái này, cái này bao tiền? Adapter mic rồi. Adapter. Để tôi xem 1.5 triệu. 1.5 triệu. Còn cái mic thì bao tiền này? 1.650.000. Hình chat. Nhưng mà thôi, đầu tư anh setup cho em luôn nhá.
Một bộ đấy luôn đúng không? Vâng, bộ ấy luôn. Tờ đến giờ thanh toán anh ạ. Anh em xin số tài khoản với cả tên ngân hàng nhé. Là toàn chưa, nó hiểu cả đông á. Anh em bao tiền nhỉ? 3.448.000 Okay. Còn cái nền con đấy thì nó sẽ là cái đầu mic ở trên, đúng không? Mic 3 đầu mic ở trên ấy. Anh có thể cắm mic rời vào được. Mic của đấy khá tốt nên là 3 mic đầu trên nó sẽ hướng về mình. Em về nhận rồi. Cái bóc hàng kiểm tra. Cái đấy thì là bên mình có mới ra cái bộ bóc hàng đó. Đây, đây là cái Ulanzi. Móc túi là gì? Có chất lên giá là 16.990.000 được tặng như thế là tôi không phải chơi như này. Ngoài ra tốt tặng thêm một là bộ đốc sạc đôi kèm hai viên pin. Anh Quỳnh Tuấn, chị đây, anh Tuấn đây, anh có đây. $1,655,000 đúng không? Con đấy thì nghĩ xem cái kinh tế phải. Tôi cho em một bộ giống này đi. Cái G94 này có dùng được cho G7 không ạ? G7 sẽ không dùng được. Ở đây là cái gì đấy? Cái kẹp ấy. À kẹp ạ. Thế thì em mic cần một cái này thì nó dài. Với lại cái mic với cả một cái mic kia mình sẽ gắn máy bằng máy không? Và cái này gắn máy bằng máy sao không anh? Cắm vào đít. Bây giờ cho em mắt vào trước. Mình có cái gậy dài cùng cuộc tốn tiền. Ba ở tuần quay hay là chipot hay là mắc quý làm mì đấy dài dài phục vụ anh em đấy mắc quý thì chính hãng sẽ giá là 1.650.000 của GoPro. Còn nếu anh muốn lại rẻ hơn thì em có vậy của Telesim. Telesim nó giá khoảng 680.000 mà có remote luôn nhé. Mình sẽ lắp nhá. Anh giờ lắp của em nhá. Sẽ là công cuộc lắp. Mình làm thể loại xe của vâng. Moto vlog. Phải tháo cái này ra không ơi? Đúng rồi, phải tháo ra sử dụng được. Thế thì nó mới không chống nước. Ở nghĩa là chạy nước mưa to là chết à? Mưa to là toang. Quả kia thì lắp được cho con này nhưng mà lại từ cái mạng là nó từ 2 triệu sao? 2 triệu mấy anh nhỉ? Adapter là 1,5 triệu. Không, cái này mới đeo mốt. À, mới đeo mốt là 2,190,000 cho Go 9. Còn cái nền con kia thì nó sẽ gọn hơn nhưng mà nó sẽ bị vấn đề là mic nó sẽ cặp từ sau nên nó không ổn. Còn con này sẽ nắp bên hông đó. Gọn nói nhá. Vâng. Nói test luôn. Bóc tem bỏ cũng vai rồi. Cái dây này lúc mà mình cầm gậy thì chắc là thoải mái chiều dài. Cái đó. Cái dây này cầm gậy chắc là thoải mái chiều dài. Con này hãng báo là 1m2 mà. Thế 4 feet là 1m2 rồi. Thế. Cái dây dài chứ cái dây là 1m2 sợ thật. Thế độ dài. Đó, thu trực tiếp luôn đấy luôn này. Chỉ mất có 5 phút đồng hồ mà anh em nhìn này. Bay ngay 3,5 triệu đấy. 5 phút nhá. Toàn giờ làm gì 5 phút ra 3,5 triệu không? Bạn chỉ mình ấy. Chứ kiểu này chết. Xăng vừa tăng lại còn phải đi sắm đồ này chết. Buồn lắm anh em ạ. Mình chân đi giờ đi ra khập khiễng này. Giờ chân đi không vững luôn. Ảo chó xe. Buồn lắm. Ok, giờ mình sẽ đi vòng vòng mình test mic cho anh em nhá.
Ok. Nhưng mà nói gì nói đi vẫn thích. Nói chung là đam mê mà. Đi phải thích. Vâng, gia đình cũng phải sắm một cái ô tô đi cho nó mát. Còn con trẻ thì cứ phải đi này thôi. Đấy, cũng khổ lắm. Vợ là để tân trang, làm là phải quần áo, phải giày dép. Khổ, hôn về nhá. Vâng. Gặp được cô vô tính quá em ạ. Cô bảo là có tiền không muốn mua xe này. Nhưng mà mình biết đâu được là anh em là vì đam mê đúng không? Ok, giờ mình sẽ đi lên Hồ Tây và vòng vòng nha anh em nhá. Đi test 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 tạo cái mic, kiểm tra cái mic cho anh em. Ok, đi thôi. Thời tiết hôm nay khá đẹp anh em nhỉ. Nhìn thích thật cái thời tiết. Tiết mà nhìn khá được đấy, đẹp đấy. Thích hợp để mình có thể đi Hồ Tây anh em ạ. Đi Hồ Tây tầm này là hết bài. Lên làm cốc trà chanh xong rồi đi về là hợp lý. Nhờ. Hết bài luôn. Thích. Ui. Hai cu. Xin chào ông. Rồi mình sẽ lên Hồ Tây anh em nhé. Thời tiết này đẹp quá nhờ. Đường láng giờ khá đông. Thời tiết buổi chiều này khá đẹp. Lên đây Hồ Tây thì tuyệt vời luôn. Hợp lý luôn. Đây làm cốc nước rồi về anh em ạ. Đây, Hồ Tây đây anh em ạ. Đông đấy, mấy anh em người ta câu cá đông thật. Trẻ con, người già, người trẻ ra câu cá. Hồ Tây mày đẹp rời quá. Em Hồ Tây chưa đi. Hồ Tây đẹp rồi lắm. Thời tiết mát đi. Hồ Tây mà hợp lý này. Nhưng mà mình chỉ đi một đoạn thôi, xong mình dừng chân mình uống nước ấy. Chứ hôm nay quay test mic thôi. Ôi chà chà. Hôm nay dừng chân này mình uống nước nhá. Ok. Ờ, vào làm công nước anh em ạ. Nóng quá. Hơi mát rồi. Không ở trong được không? Trong đi. Trong đi cho ấm áp. Cho ăn cốc. Cô có. Bác có cacao không? Cho cốc cacao đã đá nhá. Vâng. Giờ đến đây mình bỏ nước xong. Cốc cà cao uống cho đây. Mình rất là nghiện cà cao này. Rất nghiện kiểu sô-la và cà cao ấy. Nghiện lắm. Đó. Anh em nhìn trời tiết hôm nay khá đẹp này. Yeah, nhìn này. Rất là đẹp. Nó kiểu không nắng luôn. Và nó mát luôn. Rất là mát nhé. Đi lượn Hồ Tây thì thích là ăn. Kiểu là ông nào mà lôi người yêu ra. Bà nào mà lôi người yêu ra lượn Hồ Tây thì chết người. Vòng tê đít. Ok. Đó, anh em mình bỏ. Anh em thấy không? Mình bỏ. Anh em yêu cầu mic phát là trừ anh em luôn. Trừ anh em nhất có thể luôn.
như anh em phải ủng hộ kênh của tôi nhé. Không, tôi là không có tiền xăng đâu, xăng rồi đất phi khúc. Sợ thật. Xăng, sợ lắm. Thế anh em là phải ủng hộ nhiều vào nhé. Thì lại xem là phải cho xin một like, một share nhé, và một sub nữa nhé. Chết, kênh chả nèo của tôi chết. Ok, rồi mình uống nước, chắc là cung nước. À, mình uống nước xong rồi anh em ạ. Giờ đi chuyển nó thanh toán thôi. Ui, con thanh toán rồi. Ra ngoài đợi u thanh toán anh em ạ. Thế thôi. Ôi, của con bao tiền nhỉ? Cô có tăng 20.000 à? Ôi trời mẹ. Ủa, chuyển khoản nhá. Chuyển khoản. Ừ. Ủa, không đủ tiền mặt rồi. Không có, thì sao? Ủa, không đủ tài khoản à? Thì chết rồi. Ơi à. Em ơi, em có tiền mặt không? Anh chuyển khoản cho em được không? Xong rồi anh lấy tiền mặt. Anh lấy 40.000 thôi. Tại vì U không dùng tài khoản ấy. Thông cảm nó hình tí nhá. Ok, anh gửi chuyển khoản. Thôi á. Nhưng mà thế không được, thế ngại lắm. Thế á, mời anh á. Nhưng mà thế ngại lắm. Ờ. Thế à. Nhưng mà thế thì chết, thế là ngại một sự. Thế á? Lấy số anh mà xong mới đi uống nước à? What the fuck? Ok, nhận rồi nhá. Anh về nhá. Anh cảm ơn nhá. Ui, ngại vãi trời anh em ạ. Em bây giờ không có tiền mặt. Khổ thật. Ừ, nhờ bạn nữ vào chuyển khoản hộ ạ. Khổ thật đấy. À, xấu hổ quá. Khổ thật đấy. Mình té rồi anh em ạ. Ngại quá. Về nhá. Ôi, hổ đông ghê. Về đây anh em ơi. Lên tên lên nào. Trời có sắp mưa không? Trời sắp mưa anh em ạ. Nhìn thời tiết này. Đó. Thời tiết khá là ok. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Cái anh em thấy hay thì cho mình nó xin một like, một share và một sub. Lấy ngại quá anh em ạ. Dân chơi đi ăn không bằng, à đi uống nước không bằng tiền. Nếu có chết không? Thôi nhá. Ghi lại giờ số hổ quá. Thôi mình xin dừng clip ở đây thôi. Cảm ơn anh em nhá. Hẹn gặp anh em ở clip sau. Bye bye. Bye nhá.